Tính đến thời điểm hiện tại thì đột quỵ vẫn là một căn bệnh trong 10 căn bệnh hàng đầu gây ra tàn phế cũng như là tử vong. Và trong khoảng thời gian gần đây thì rất đáng buồn rằng là tỷ lệ đột quỵ ở người trẻ đang gia tăng lên, với tỷ lệ gia tăng khoảng 4% mỗi một năm. Và đây lại là một nhóm đối tượng tạo ra cái nguồn tài chính, kinh tế cũng như là đối tượng lực lượng lao động chính trong xã hội. Và những tàn dư của đột quỵ trên người trẻ là ảnh hưởng rất lớn đến các thế hệ ở phía sau. Như vậy thì tại sao trên đối tượng người trẻ ngày nay của chúng ta lại có hiện tượng gia tăng cái tỷ lệ đột quỵ như vậy? Thì bởi vì một phần đầu tiên đó chính là do cái lối sống, do cái công việc của chúng ta ở thời đại ngày hôm nay. Áp lực trong cuộc sống, áp lực trong công việc cũng như là thói quen sinh hoạt, ăn uống không lành mạnh. Các bạn có thể là thiếu nhiều khoảng thời gian, các bạn sẽ giảm bớt khoảng thời gian ăn uống của mình. Các bạn có thể sẽ ăn những thực phẩm đóng hộp hoặc là sử dụng rất là nhiều những chất kích thích, ví dụ như là cà phê hay là đôi khi sẽ là hút thuốc lá rất là nhiều. Ngay cả tại trung tâm cấp cứu đột quỵ nhân dân 115, chúng tôi cũng đã gặp một số các trường hợp người bệnh đột quỵ người trẻ liên quan đến vấn đề sử dụng chất. Và ngoài ra nữa thì đến hàng những cái hàng phía sau đó là các bệnh lý mãn tính, thì giống như tăng huyết áp, đái tháo đường và rối loạn về mỡ máu. Bản thân những bệnh lý này thì tới thời điểm hiện nay lại đang có xu hướng chuyển mình hơn, đang trẻ hóa dần hơn do chính những thói quen sinh hoạt không lành mạnh của chúng ta. Những cái vòng xoắn đó là những cái yếu tố nguy cơ khiến cho đột quỵ người trẻ đang gia tăng lên đáng kể trong khoảng thời gian gần đây.